各ラウンドは世界中の各国に行く。プレイヤーは挑戦を克服し生き残る必要がある。chỗ này bắt đầu thú vị rồi đấy. もしもルールを破ったら死ぬよ。訓練開始だ。起きろ。Nếu mà thắng 100.000 đô bạn sẽ làm gì? Nhưng chắc sẽ bỏ hết vào game. Cố gắng mở một cái vỏ đường. Mình nhất định phải thắng. Tụi mình sẽ trở thành những idol. Min nombre. Trời. Cái này là giả. Chương trình này sẽ không làm mình bị thương đâu.